Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cái bộ phụ tùng làm xe 4 bánh. Cái bộ phụ tùng này thì nó có hai khổ là khổ 1m và khổ 80cm. Chưa tính bánh. Lắp bánh lên thì nó thêm khoảng 10-15cm nữa. Chọn bộ phụ tùng này thì bao gồm 4 cái bánh. Gồm có hai cái bánh đằng sau có đường kính là 435 cm. Đây. Bản rộng là 14 cm. Bánh trơn các bạn nhé. Xe đua đúng kiểu xe đua F1 luôn. Và hai cái bánh đằng trước có thông số là 13 × 5.0 × 6. Và cái bánh đằng sau thì có thông số là 13 × 6.5 × 6. Bộ sản phẩm thì bao gồm đầy đủ như hình, hai cái gối bi, cái ghế, bộ nhông xích. Nhông xích này có thể dùng cho nhông xích xe máy cũng vừa. Hệ thống lái thì ở đây là sử dụng cầu trước loại thẳng. Đây. Cầu trước loại thẳng này. Thanh lái. Lắc qua lắc lại này. Và đây là hai thanh rằng. Thanh rằng dài này thì nối giữa cái cầu trước hai bên, nối giữa bên này qua bên này, và một cái thanh nhỏ còn lại thì nối từ cái bánh trước như thế này qua cái cổ lái như thế này để giằng qua giằng lại. Trên cái phần cổ này thì nó có sẵn ổ quay hết rồi, khi các bạn là chỉ cần gắn cái này lên khung. Cái này phần dưới là gắn khung dưới và phần trên là gắn khung trên để nó cố định cái trục. Còn bốn cái con ốc này là ốc hãm để khóa cái này cho nó khỏi bị trượt vô lăng. Để nó trượt vô lăng đi, và vào vô lăng thì bắt ba con ốc lên đây là xong. Nói chung phụ tùng này thì chỉ về lắp ráp thôi. Đây là bộ hai gối đỡ. Gối đỡ này là bắt lên trục. Cố định lên trục này. Và nó có cái con ốc xiết này. Đây ốc hãm ở đây để khóa trục, tránh trục trôi ngang. Đây là bộ phanh dầu. Đây là đĩa. Đĩa phanh. Đây là bộ chân phanh. Chân phanh dầu và chân ga xăng. Đối với các bạn làm xe điện thì sẽ không sử dụng đến cái này, chỉ sử dụng chân phanh dầu thôi. Còn đối với bạn làm xe xăng thì mới sử dụng đến hai cái bộ này. Ngoài ra thì có ốc vít đầy đủ. Các bạn mua sử dụng động cơ điện thì mình sẽ đưa nhông phù hợp với động cơ điện. Mà các bạn sử dụng nhông xe máy thì sẽ đưa phù hợp với nhông xe máy. Đây chính là toàn bộ, bao gồm cả cái ghế nhựa nữa. Anh em nào không thích ghế nhựa thì có thể thay thế ghế khác. Bên mình có cả loại ghế da thể thao.
À, ngoài ra thì nếu như anh em thích sử dụng cái bánh có vân gai thì mình có thể thay thế bằng cái bánh loại như thế này. Đây là bánh có đường kính 35 cm, bản rộng là 12 cm. Bánh này có thông số là 145 trên 70 trừ 10 trừ 6. Đấy, 145 trên 70 trừ 6. Nếu như các bạn thích đổi sang loại này thì cũng đổi cũng được. À, bộ này cũng có thể được sử dụng đối với cái bánh to hơn. Đấy, bánh này thì dòng này là đường kính bánh của này là 40 cm. Đây, thông số bánh là 16 x 8 trừ 7. Bánh này thì có đường kính là 40 và bản rộng là 16 cm, rất là đẹp. Báo giá của cái bộ phụ tùng như vậy thì ở dưới phần mô tả sản phẩm các bạn để ý, mình sẽ báo giá theo từng loại bánh. Và các bạn lựa chọn cho mình một bộ phù hợp. Mọi chi tiết liên hệ thì xin vui lòng gọi qua số điện thoại này 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Tiếp theo mình xin giới thiệu đến các bạn một cái sự lựa chọn thứ hai, đó là vẫn cái bộ như vậy thôi, nhưng sử dụng cái hệ thống lái có thước lái. Thì mọi thứ thì nó vẫn giống như bộ vừa rồi thôi, nhưng mà nó sử dụng một cái thước lái. Đây chính là bộ thước lái. Bộ thước lái này thì sẽ giúp cho chúng ta quay vô lăng theo vòng tròn. Về cơ bản thì lắp ráp thì nó cũng không khác với cái bộ kia là bao nhiêu. Đấy, đây là phần cột lái. Và phần này là phần ống bi đỡ. Bi đỡ này chỉ việc gá khổng vòng bi nên cái bộ khung là xong thôi. Bộ này thì nó hay hơn bộ kia một chút, là cái khả năng bố trí cái vô lăng nó dễ hơn, nhưng nó sẽ giá cao hơn cái bộ kia một chút. Vì vậy thì anh em lựa chọn thì nên lưu ý, có thể tùy biến cái bộ phụ tùng này. Sử dụng thước lái thì đẹp hơn một chút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ bấm đăng ký kênh để có những thông báo khi có những sản phẩm mới ra, mới nhất trên kênh mình sẽ đăng lên để anh em cùng tham khảo. Và tiếp sau đây mình xin giới thiệu đến các bạn một cái lựa chọn thứ ba của cái bộ phụ tùng này. Đó là bộ phụ tùng sử dụng hệ thống càng chữ A giảm sóc. Bộ này sử dụng hệ thống giảm sóc càng chữ A
Nó sẽ chất hơn hai cái bộ ban đầu. Khả năng nhún thì rất là êm, khung xe cũng rất là đẹp. Tất nhiên thì giá thành của nó sẽ là đắt hơn. Và cũng như hai bộ trước thì cũng có hai ba sự lựa chọn. Với một cái bộ khung như này có thể lắp nhiều loại bánh khác nhau. Các cái mẫu bánh mình sẽ làm một cái video sau để giới thiệu cho các bạn lắp phù hợp với cái bộ này. Đây là bộ phụ tùng lắp 3 ốc. Bộ ATV lắp 3 ốc rất là đẹp. Trục thẳng.